Xin chào tất cả các bạn, xin chào bà con. Thì ngày hôm nay quay trở lại với cái vườn của nhà hờ. Thì quay cho các bạn về cái cây rau ngót là tới thời điểm ngày hôm nay là đã bắt đầu thu hoạch rồi các bạn. Sau gần 3 tháng bắt đầu xuống giống cho tới ngày hôm nay là bắt đầu thu hoạch rồi. Các bạn thấy rau ngót nó phát triển tốt không? Rất là xanh mướt. Đó. Cái đặc điểm của cây rau ngót này là nó thích ở dưới cái bóng râm các bạn, bóng râm. Khi mà cây rau ngót mà nó ở dưới cái bóng râm thì nó rất là xanh mướt và nó phát triển rất là tốt. Còn cái mà nó ở ngoài nắng thì nó vàng lá và nó chậm lớn. Đó. Các bạn thấy không? Đây là cái hàng ở trong mát. Đó. Buổi sáng thì nó mát ở phía này. Còn đây là cái hàng mà nó ở ngoài trời các bạn. Đó. Ở ngoài trời thì cây nó rất là chậm phát triển. Đó. Thứ nhất là nó bị khô lá, thứ hai nữa là nó rất là chậm lớn. Mặc dù là cái cách chăm sóc nó đều như nhau. Đó. Như các bạn để ý nha, cũng trên một lúng như thế này mà cái đám vụ kia nó lại tốt, mà ở khu vực này thì nó lại lại chậm lớn. Đó. Vì lý do là trước đây là có một cái cây cà tím các bạn, nó phủ bóng ở buổi chiều xuống đây, buổi chiều nó mát ở đây, và bên đây có một cây đu đủ, buổi sáng thì nó cũng mát ở đây. Cái đu đủ các bạn này, đó, nó mát đây, cho nên là nó làm cho cái giặt rau này nó xanh tốt ở khu vực này, xanh tốt ở khu vực này. Còn ở cái ngoài kia thì nó rất là vàng lá và chậm lớn. Thì chính vì thế cho nên là Hợp muốn lưu ý với các bạn là bạn nào mà muốn trồng cái cây rau ngót này á, thì để cho cây rau ngót mà nhanh có thu hoạch, nhanh phát triển thì chúng ta phải làm giàn để mà phủ lưới lưới thái để cho nó có bóng râm thì cây nó mới phát triển tốt được. Thì ở trước đây là hai cái hàng này là trồng dưa leo các bạn, trồng dưa leo, nhưng mà dưa leo thu hoạch xong rồi, bây giờ là chuyển qua trồng rau ngót. Đó, trồng rau ngót thì do đặc điểm của cây rau ngót nó rất là lâu lớn các bạn, tức là quá trình mà từ khi xuống giống cho đến khi thu hoạch nó rất là lâu, cho nên là Hợp rút ra kinh nghiệm là trên một cái hàng này hợp kết hợp giữa mồng tơi và kết hợp giữa rau vàng đỏ và cái cây rau ngót này các bạn. Cây rau ngót thì cái cây rau vàng đỏ thì nó sẽ nhanh lớn và cho chúng ta thu hoạch trước, để chúng ta có cái thu nhập, còn cái cây rau ngót nó phát triển sau, sau này cái cây rau ngót nó phát triển mạnh mẽ rồi, thu hoạch được rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành là hủy cái cây rau vàng đi. Thì đó là cái phương pháp mà Hợp đang áp dụng để mà làm trên cái lúng này. Thì ở đây cũng có gieo cái cây rau vàng các bạn, nhưng mà bây giờ nó đang lên các bạn thấy không, để ý không, để Hợp chỉ cho các bạn xem này. Đó, đây cây này dễ thấy không này, đó đây là cây rau vàng đỏ, đó nó đang mọc đó các bạn. Thì đó, thì chúng ta trồng xen kẽ như thế này, để cho cái cây rau vàng nó lớn lên trước, chúng ta có cái nguồn thu trước đã. Chứ các bạn trồng cái cây rau ngót này phải mất một quá trình là 3 tháng, nếu nhanh thì đâu đó là hơn 2 tháng thì các bạn thu hoạch, bắt đầu thu hoạch. Chính vì 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 cái vấn đề nó thời gian nó quá mất là lâu, cho nên là chúng ta cần phải trồng xen canh những cái loại rau khác để chúng ta có nguồn thu trước tiên đã. Đó. Như những cái hàng mà cái
cái hàng mà trồng những cái cây ăn trái lâu năm này thì Hợp cũng sang cải những cây rau ngót, rồi mồng mồng tơi có, rau muống có, rồi kể cả là cây cây rau vàng đỏ nữa các bạn. Đó, rau vàng đỏ. Đó. Thì cứ thu hoạch là rau dày, nói chung là ngày nào cũng có rau hết, có rau. Đó. Bạn thấy không? Những cái cây rau ngót mà nó ở dưới bóng râm thì nó rất là xanh mướt, non, xương, lá rất là mượt. Đó. Thấy không? Còn bên đây là mới xuống một hàng dưa leo các bạn, ở đâu đó khoảng tầm 20-30 giây gì đó. Đó. Vừa rồi cũng hay là thu hoạch dưa leo nó được giá các bạn, cho nên là nguyên hàng dưa leo nó thì thu cũng được chút đỉnh. Các bạn thấy không, trồng cái rau vàng nó rất là tốt. Đó. Rất là tốt. Rau vàng này là nấu canh ăn với thịt bò là rất là tuyệt vời các bạn. Đó. Thì hôm bữa là có giới thiệu với các bạn là những cái đất sát bờ tường này, sát tường rào thì Hợp sẽ trồng trồng đu đủ. Thì ngày hôm nay đu đủ nó đã phát triển như thế này rồi các bạn. Đây là một hàng phía tường rồ bên tay trái hả? Để Hợp đi một vòng cho các bạn xem. Còn các bạn thấy không, cây bơ bây giờ nó phát triển rất là xum xuê. Thậm chí phải dùng cây để chống các bạn, chứ không là gió nó sẽ làm đổ. Đó. Bên này rau dền. Đó. Rau khoi, nói chung là cái vườn này là đủ thứ các loại rau. Như ở cái cây bơ này nó nứt mầm rất là nhiều các bạn. Nứt mầm như thế này thì chúng ta nên bứt bẻ đây, không để cho nó phát triển làm gì. Chúng ta chỉ cần lấy hai nhánh chính như thế này là được rồi. Đó. Ổi thì bữa trước cũng thu hoạch rồi các bạn, thu hoạch được mười mấy ký, thì ký bán trung bình là 25 ký, 25.000 các bạn, thì đâu đó thì cũng được vài trăm rồi. Đó. Ở đây cũng vậy, ở đây là trồng đu đủ cộng với rau vàng đỏ. Đó. Các bạn lưu ý là rau vàng đỏ thì chúng ta không nên trồng xưa, trồng dài các bạn, trồng dài thì nó lá nó nhỏ và cây nó không được to. Đó. Do thời tiết nó khá là nắng nóng cho nên là cái khô lá luôn các bạn, rau vàng nó rất là khô, nó bị khô lá. Cây rau vàng nó cũng ưa bóng râm đó các bạn. Như các bạn thấy ở đây thì đu đủ nó phát triển rất là đều này, đó. Rất là đều. Đó. Thì ở bên đây thì có bổ sung thêm vài cây bưởi các bạn, bưởi và mít thái. Đó. Thì đây là toàn bộ cái khu vườn mà Hợp đang làm. Đó. Thì cái vườn này thì lúc trước thì dung hàng trồng xuống giống, thì làm bây giờ là giao toàn bộ cho bà má làm. Rồi, trong video này thì Hợp chỉ muốn nhắc lại một số lưu ý cho các bạn mà khi các bạn trồng cây rau ngót thì các bạn chú ý là về cái bóng mát. Cây rau ngót nó ưa thích bóng mát, ưa thích bóng mát. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể trồng xen canh với những loại rau có thể là ngắn ngày, như là cây cây rau dền hoặc là cây cải, cây mồng tơi gì đó, để chúng ta có cái thu nhập trước, rồi sau này cái cây rau ngót nó phát triển lên thì chúng ta mới loại bỏ những cái loại cây ngắn ngày ra đi để cho cái cây phát triển, cây rau ngót nó phát triển. Thì hai cái nội dung chính trong video này là Hợp muốn chia sẻ với các bạn là như vậy. Đó. Bạn nào mà đang và trồng cây rau ngót thì có thể tham khảo. Đó. Rồi, thì bây giờ Hợp xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video này.